chú uống đủ tè có hai chú tè rồi các vị đã làm chơi chưa? Dạ chưa được ạ. Phúc cho anh và anh được đơn vị chia sẻ cho mọi người. Thưa cha và thưa cộng đồng, hồi mấy chắc khoảng 2 tháng trước là con có bị đi khám là bị ung thư phổi. Thì con đi khám ở cái bệnh viện là ở trên Bình Dương đó, là mới nói là con ung thư phổi, thì con mới xin được cái số điện thoại của cha, thì con mới kêu con là nhắn tin cho cha. Thì con mới đi về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố, con mới khám lại là bệnh viện nói là con chưa có một dấu hiệu gì của bệnh lao phổi, đừng nói là bệnh ung thư. Thì con đã nhắn tin nhà cha cũng chưa có trả lời, nhưng mà con tin tưởng của lòng thương xót Chúa là Chúa đã nhận lời trong tin nhắn của con. Dạ thưa cha con xin hết ạ. À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ con là Dominico Võ Thanh Bình, nhà ở Dĩ An Bình Dương. Con 53 tuổi, con là bên Tân Tàu. Bên gì? Đạo vợ đi ra. Con theo đạo bên vợ. Theo đạo vợ. Rồi mời con nhận cái máy, có mấy năm cho bài giảng chưa? À, có ở nhà, con hôm nhà con có gửi mua, con có một cái máy rồi. Dạ. Rồi, và bây giờ là khỏe rồi, có ung thư gì không? Dạ thì đi khám thì có ung thư, nhà thì kêu con đi khám lại rồi đi xuống cha con nói là không, con đã như thế thì con sẽ đi đến nhà thờ, đến cha thôi, chứ con không đi khám lại nữa. Bây giờ đã khám lại rồi, bác sĩ đã nói là con không có gì rồi đúng không? Dạ. Đi đâu? Dạ con tên. Rồi, thưa chị em, con cứ nhắn tin thì con biết là Chúa đã nhận lời con rồi, chứ đâu cần phải trả lời, đúng không? Tại vì khi mình nhắn tin, tức là mình nói cái lời cầu khẩn của mình đến với Chúa, như Jeremiah nói với Chúa, cầu khẩn với Chúa, thì mỗi người anh chị em đến đây là đã là ơn rồi. Anh chị em hiện diện nơi đây, anh chị em đã được ơn rồi. Cái ơn là đến mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cái ơn mà biết rằng mình đến đây là mình chấp nhận thua thiệt, mất mát, có thể là bị thế này, bị người ta nói thế này, bị người ta nói thế kia, mà mình vẫn đến, vẫn kiên trì đến với lòng thương xót của Chúa để Chúa cho chị em thấy có những con người được ơn của Chúa như vậy, để mình vững lòng tin vào Chúa hơn. Mời anh. Đấy không?